Theo USA Today ngày 31 tháng 3, ông Mike Pompeo thúc giục người Mỹ ở nước ngoài muốn trở về nhà, do so immediately, làm ngay lập tức. Kính thưa cô, bác, anh chị và các bạn, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đang đưa ra lời khuyên cho các công dân Hoa Kỳ vẫn ở nước ngoài trong cuộc khủng hoảng, chị Vi. Đơn giản ngắn gọn, người Mỹ muốn trở về nước từ nước ngoài nên lập tức và sắp xếp để thực hiện điều đó. Ông nhấn mạnh trong cuộc họp ngắn ngày thứ Ba, 31 tháng 3. Trong khi ông Pompeo nói rằng lực lượng đặc nhiệm hồi hương của ông vẫn cam kết đưa tất cả người Mỹ về nhà, ông nói rằng cửa sổ để làm điều đó đang đóng lại. Chúng tôi không biết các chuyến bay thương mại ở các quốc gia của bạn có thể tiếp tục hoạt động trong bao lâu, ông nói khi các hãng hàng không đã cắt giảm dịch vụ quốc tế. Chúng tôi không thể đảm bảo khả năng của chính phủ Hoa Kỳ sắp xếp các chuyến bay thuê bao vô thời hạn khi các lựa chọn thương mại không còn tồn tại. Trong khi đó, ông kêu gọi người Mỹ đăng ký với đại sứ quán hoặc lãnh sự quán gần nhất hoặc trực tuyến thông qua bước chương trình đăng ký khách du lịch thông minh của Bộ Ngoại giao, cung cấp cho công dân các cảnh báo an toàn về tình trạng địa phương và liên kết liên lạc với gia đình ở quê nhà. Trong những tuần qua, Mỹ đã mang về hơn 600 người Mỹ từ Peru, cũng như 300 hành khách đã bị cách ly ở Nhật Bản trên chiếc tàu Diamond Princess, và 103 người khác từ Silver Cedar bị mắc kẹt ở Brazil giữa đại dịch vì các quốc gia đóng cảng của họ với tàu nước ngoài. Bộ Ngoại giao Mỹ trong tuần trước đã cho biết rằng hơn 13.000 người Mỹ bị mắc kẹt ở nước ngoài đã liên hệ với cơ quan này để được giúp đỡ trở về nhà. Chưa bao giờ trong lịch sử 230 năm của Bộ, chúng tôi đã dẫn đầu một cuộc di tản trên toàn thế giới về sự phức tạp và quy mô địa lý to lớn như vậy, ông Mike Pompeo nói với các phóng viên tại trụ sở Bộ Ngoại giao ở Washington. Chúng tôi không có nghĩa vụ cao hơn đối với người dân Mỹ hơn là thực hiện điều này. Chân thành cảm ơn cô, bác, anh chị và các bạn đã lắng nghe những chia sẻ của chúng em. Nếu thích, xin đừng quên subscribe để nhận được những video mới nhất sớm nhất nhé. Xin đa tạ quý vị.